Chúng ta sẽ chuyển tiếp sang cái dạng thứ tư của cái nội dung học ngày hôm nay, đó là giá trị tức thời của các đại lượng dao động tại cùng một thời điểm. Đấy, cái dạng này là dạng quan trọng nhất. Dạng 4. Thì ở cái dạng này thì chúng ta chú ý đến những cái công thức mà chúng ta đã học, đó là những công thức liên hệ độc lập theo thời gian của các đại lượng. Đó là chúng ta có những công thức liên hệ như là của x và v này. Để tóm tắt lại nhá. Đấy, công thức liên hệ của x và v đó là x bình đúng không? Cộng với v bình chia cho omega bình bằng a bình. Đấy. Công thức liên hệ thứ hai đó là v bình chia cho omega bình cộng với a bình chia cho omega mũ 4 bằng a bình. Thầy viết công thức này theo một cái dạng khác, chúng ta đưa a lên thôi. Công thức liên hệ thứ ba đó là v và f đúng không, viết nốt về f đó là v bình chia cho omega bình cộng với f bình kéo về bình phương chia cho omega mũ 4 nhân với m bình phương như bằng a bình. Với công thức như kiểu dạng này được. Và với công thức liên hệ độc lập cuối cùng đó của các đại lượng là f a và x, f chính là bằng m a chính là bằng m trừ m omega bình x. Đấy, đây là những công thức độc lập không có phụ thuộc vào thời gian, đúng không? Công thức độc lập không phụ thuộc vào thời gian. Thì ở những cái công thức này chúng ta có thể rút ra được một số cái tính chất mà chúng ta dễ làm, giúp chúng ta dễ dàng trong quá trình làm bài hơn, dễ làm hơn. Đó là em nhìn này, những công thức này, nếu như mà tại vị trí mà x bằng a trên 2, đấy, nếu như tại vị trí x bằng a trên 2 trị thì đối với x bằng a trên 2, thì chúng ta sẽ suy ra được dựa công thức độc lập đầu tiên này, đó là v sẽ là bằng omega a căn 3 chia 2, chính bằng tốc độ cực đại căn 3 chia 2, đúng không? Đấy, thứ tự thế, nếu như x mà là bằng a căn 3 chia 2, đấy, thì ngược lại thằng v này, thằng vận tốc này, tốc độ này, nó sẽ có giá trị là omega a chia cho 2. Đấy, cái giá trị đặc biệt thứ ba các em phải nhớ đó là nếu như trị đối với x đi độ có giá trị bằng a căn 2 trên 2 thì tốc độ hay trị đối của vận tốc sẽ bằng a căn 2 trên 2, omega a căn 2 trên 2. Những giá trị này là tương đối dễ nhớ khi mà chúng ta trong quá trình chúng ta làm bài suy ra luôn nhá. Còn nếu không phải các giá trị này thì chúng ta làm nào, áp dụng công thức rồi. Đây chỉ là những công thức để mà chú giúp chúng ta tính nhanh. Chúng ta sẽ chuyển sang cái ví dụ đầu tiên nhá.